Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 26, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến xin ý kiến của các bộ ngành địa phương về đánh giá 15 năm triển khai nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Sau gần 15 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội, là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Quá trình triển khai đã đạt được kết quả toàn diện, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp. Nông nghiệp phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn. Đặc biệt, trong 2 năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do dịch bệnh, nhưng bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, người nông dân càng thể hiện rõ vai trò chủ thể trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn nhiều khó khăn. Thu nhập của người dân nông thôn so với khu vực thành thị còn khoảng cách khá xa. Trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Trung ương xác định cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tổng kết đánh giá toàn diện về những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 26 của Trung ương. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế xã hội của đất nước phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi số, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Thông tin tiếp theo về hội nghị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Hôm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Đảng bộ huyện Lục Yên đã xây dựng ban hành 9 nghị quyết, 10 chỉ thị, 12 chương trình hành động, 4 chương trình phối hợp và 39 kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp trên. Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, sát sao việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc năm 2021, có 25 trên 29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong 24 chỉ tiêu vượt, có nhiều chỉ tiêu khó như thu ngân sách, thành lập mới doanh nghiệp, số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Năm 2022, với phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên đề ra 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể về việc tiếp tục phát huy nội lực để xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, duy trì nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, thật sự gần gũi, cần thiết, bám sát thực tiễn ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, thái độ phục vụ nhân dân, chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Là một trong những vùng trồng cam chủ lực của huyện Văn Chấn với trên 2.000 hộ trồng cam, tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, trên 20 hecta cam ở xã Thượng Mộc La, huyện Văn Chấn đã bị bệnh vàng lá ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. Vụ cam năm nay, nhiều diện tích cam tại xã Thượng Mộc La, huyện Văn Chấn nhiễm bệnh, nên hiện chỉ còn 433 hecta, sản lượng đạt 1.750 tấn, năng suất đạt trung bình 7 tấn trên hecta, giảm 4 đến 5 tấn một hecta so với vụ trước, khiến người trồng cam thất thu. Trước khó khăn này, xã đã định hướng hỗ trợ những hộ có nhu cầu chuyển đổi sang giống cây trồng khác
tham mưu với huyện hỗ trợ một phần cây giống theo vùng quy hoạch của huyện. Đến nay nhân dân trên địa bàn xã đăng ký chuyển đổi sang trồng na, bưởi diễn và bưởi da xanh, dồi hạt và cam đường canh. Những hộ tiếp tục trồng cam, xã sẽ tham mưu với các cơ quan chức năng hướng dẫn chăm sóc, trị bệnh đúng kỹ thuật, giảm thiểu tác động của bệnh đến đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Lục Yên đang tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp để bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công trình Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lục Yên có giá trị đầu tư hơn 7 tỷ đồng, được khởi công tháng 7 năm 2021 do công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh thi công. Công trình gồm một khối nhà giảng đường 2 tầng có diện tích sử dụng 750m² và khối nhà hiệu bộ có diện tích sử dụng trên 470m² cùng các mục phụ trợ. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công tích cực, đến nay công trình thực hiện được trên 90% khối lượng công việc. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát nên các nguyên vật liệu đưa vào thi công đều đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và chất lượng. Hiện tại công trình đã thi công cái khối nhà lớp học đã đạt đến 90% và đang thi công sang cái khối nhà làm việc thì dự kiến công trình sẽ bàn giao cho chủ đầu tư vào trong tháng 3 năm 2022. Công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh Tân Lập Phan Thanh dài 18 km, thiết kế mở rộng mặt đường 7m, giá trị đầu tư trên 80 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ giữa tháng 11 năm 2021. Hiện cũng đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện thi công tích cực để nhanh tiến độ. Đến nay phần nền đường các nhà thầu đã thi công được khoảng 30% khối lượng công việc. Dự kiến cuối năm 2022, tuyến đường này sẽ được hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác phục vụ cho nhân dân các xã Tân Lĩnh, Tân Lập và Phan Thanh của huyện Lục Yên đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh thì đơn vị thi công Sơn Tùng có triển khai một đoạn tuyến 3 km. Ngay sau khi ký hợp đồng thì với chủ đầu tư thì chúng tôi đã tập trung nhân lực, vật lực, tập trung thiết bị máy móc thi công thì cũng triển khai ngay. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì cũng được sự đồng lòng của bà con nhân dân trên tuyến đường hiến cây cối, vật kiến trúc thì công trình cũng được triển khai ngay sau khi khởi công. Và đến nay thì trong quá trình làm thì cũng có một số cái khó khăn vướng mắc, đó là do cái thời tiết cũng chưa được sự ủng hộ, nhưng mà ở các đơn vị thi công cũng cố gắng thực hiện đúng tiến độ đã đề ra và cam kết về chất lượng tiến độ công trình. Trong năm qua, huyện Lục Yên được tỉnh giao quản lý vốn và làm chủ đầu tư xây dựng 67 dự án với tổng các nguồn vốn đầu tư trên 212 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, huyện đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 63 công trình và giải ngân trên 190 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch vốn giao. Bên cạnh những thuận lợi thì việc triển khai thực thi các công trình dự án trên địa bàn Lục Yên thời gian qua cũng gặp một số khó khăn, như việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, kế hoạch giao vốn chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện, dẫn đến một số công trình chưa đáp ứng được tiến độ thanh toán. Khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, huyện Lục Yên tiếp tục triển khai các công trình xây dựng cơ bản để nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hôm qua, huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị đối thoại với F0 đang điều trị cách ly y tế tại nhà bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu xã Quang Minh, khu điều trị F0 trung tâm y tế huyện, các F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn huyện. Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu đã trao đổi chia sẻ trực tuyến nhằm nắm bắt tình hình sức khỏe, việc thực hiện điều trị cách ly y tế tại nhà của các bệnh nhân. Theo đó, 100% các đối tượng F0, F1 trên địa bàn huyện đều đang thực hiện cách ly y tế, điều trị bệnh nghiêm ngặt theo đúng quy định, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đã hướng dẫn các trường hợp F0 theo dõi sức khỏe, cách điều trị bệnh, các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Lãnh đạo huyện Văn Yên cũng đề nghị các đối tượng trong diện cách ly điều trị bệnh tại nhà cần tuân thủ thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế, không để dịch bệnh lây lan trong gia đình, cộng đồng, đề cao tinh thần tự giác, thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân, nhanh chóng khỏi bệnh để đón năm mới bình an, hạnh phúc. Đây là buổi đối thoại trực tuyến đầu tiên giữa Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Yên với các trường hợp F0 và F1 trên địa bàn huyện theo hình thức ứng dụng công nghệ số và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ đó chủ động linh hoạt ứng phó với diễn biến dịch COVID-19, sớm khoanh vùng dập dịch, đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Mù Cang Chải hiện có 984 hộ với 3.235 nhân khẩu sinh sống tại 5 tổ dân phố trải dài theo quốc lộ 32, là thị trấn trung tâm huyện, luôn có lượng người, phương tiện qua lại rất đông.
xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, thị trấn Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Mặc dù đang trong giờ nghỉ, nhưng ngay sau khi nhận được thông tin có một trường hợp ở Nghĩa Lộ lên chơi và tiếp xúc với rất nhiều người tại thị trấn Mù Cang Chải sau khi trở về thị xã Nghĩa Lộ đã dương tính với COVID-19. Cấp ủy chính quyền thị trấn đã nhanh chóng tổ chức triển khai công tác khoanh vùng, truy vết xuống tổ dân phố nơi có người dân tiếp xúc với trường hợp F0 này. Lãnh đạo thị trấn đã phối hợp với thành viên xung kích phòng chống dịch COVID-19 của tổ dân phố tìm hiểu, khai thác thông tin, từ đó xác định được cụ thể các trường hợp F1, F2 để có phương án xử lý. Sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và các tổ dân phố đã tạo được niềm tin đối với người dân. Sự vào cuộc của thị trấn là rất là kịp thời. Qua đó thì cũng giúp cho người dân cũng cảm thấy là yên tâm và tin tưởng vào cái sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, quản lý số lượng người đi đến thị trấn cũng như phát huy tinh thần của thành viên các tổ truy vết tại các tổ dân phố, nên qua các đợt dịch bùng phát, các tổ dân phố đều thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch. Thì trong quá trình mà thấy phát hiện thì chúng tôi đã phải nhanh chóng là thông tin cho các trong tổ tự quản là khẩn trương đến để là đến hộ gia đình để là hỏi và truy vết, lấy cái danh sách để là báo cáo cho trạm y tế ạ. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo gồm 34 thành viên, tổ truy vết 18 thành viên và 5 tổ tự quản với 31 thành viên. Để nhân dân nắm bắt được các nội dung, yêu cầu trong từng giai đoạn phòng chống dịch, thị trấn Mù Cang Chải đã ban hành 110 văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nên đến nay trên địa bàn thị trấn vẫn giữ vững được vùng xanh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các cái trường hợp mà phát hiện ra có tiếp xúc gần với F0, ngay sau đó chúng tôi đã chỉ đạo các cái tổ truy vết của tổ dân phố tiến hành khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với F0, đồng thời kiểm tra các hộ gia đình mà có F1. Đến nay thì trên địa bàn thị trấn chưa có một trường hợp nào F0 trong cộng đồng. Chúng tôi vẫn đang là một vùng xanh an toàn. Nhờ tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên thời gian qua trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải không ghi nhận ca bệnh nào. Tuy nhiên dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, thị trấn Mù Cang Chải vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cán bộ và nhân dân yên tâm công tác lao động sản xuất, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Chiều ngày 18 tháng 1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái tổ chức trao 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái không chỉ đáp ứng nhu cầu về vốn vay cho các tổ chức cá nhân mà còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Tiếp tục khẳng định là ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh công tác đầu tư cho vay và triển khai các dịch vụ tài chính ngân hàng, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái còn là đơn vị tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội. Thông qua các hoạt động như Tết sum vầy, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xóa nhà rột nát, xây dựng trường học, xây nhà đa năng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống COVID-19. Năm 2021, tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội của ngân hàng là hơn 2,4 tỷ đồng. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái tặng 1.000 suất quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí là 500 triệu đồng. Qua đó, chung sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo và đối tượng chính sách đón xuân mới an vui đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên tích cực tham gia cuộc thi trang trí đường quê năm 2022 do huyện tổ chức nhằm tiếp tục triển khai và đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất gắn với thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh. Hưởng ứng cuộc thi trang trí đường quê của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, xã Đông An đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động các thôn tích cực tham gia cuộc thi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Nhâm Dần 2022. Qua phát động, tất cả 8 thôn hưởng ứng, xã đã chấm giải và chọn tuyến đường thôn Toàn An dự thi cấp huyện. Sau khi triển khai đối với các cái thôn thế và Mặt trận Tổ quốc và ngành đoàn thể thì đến nay thì là Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể cũng đã tổ chức đứng ra để mà nhận đăng ký 5 km tuyến đường
để tổ chức hướng dẫn bà con nhân dân, thế rồi là tuyên truyền vận động các cái cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, rồi bà con nhân dân chung tay ủng hộ để mà xây dựng cái tuyến đường đẹp. Cuộc thi trang trí đường quê đã lan tỏa trên địa bàn xã, nhân dân các thôn thi đua cùng nhau góp công góp của để trang trí những tuyến đường đẹp, đặc trưng và ý nghĩa. Hưởng ứng phong trào theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và thôn đã tuyên truyền đến bà con dân chúng tôi, thì cụm dân chúng tôi đã đóng góp sức công và kinh phí để xây dựng cái tuyến đường này, chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần và chào mừng Đảng mừng xuân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân tôi cùng gia đình và tất cả bà con trong thôn đã tập trung sức người và kinh phí để xây dựng cái tuyến đường đẹp này thì để chuẩn bị đón xuân. Ngay từ những ngày đầu phát động cuộc thi trang trí đường quê, người dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên đã lên kế hoạch và bắt tay vào xây dựng các tuyến đường. Người dân tự giác trồng hoa ven đường, treo cờ tổ quốc trước nhà để cùng xây dựng những tuyến đường tiêu biểu. Thôn Pha Trạc chúng tôi đã phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, trang chỉnh trang để đón xuân Bính Dần 2022. Rồi chúng tôi đã họp toàn bộ nhân dân trong thôn và đưa ra những cái nghị quyết quyết sách để sửa sang lại đường làng ngõ xóm và trang trí cảnh quan môi trường. Tôi về vận động nhân dân rồi cùng nhau giữa xã hội giáo hội chúng tôi sẽ kết hợp cùng nhau để làm một cái đường hoa để cho nó làm sao nó trong cái dịp nhân dịp về Tết thì cho nó đẹp, để cái trang trí này thì chúng tôi cũng là người dân chúng tôi đây rất là phấn khởi và vui mừng. Thế thì làm được cái đường hoa như thế này thì dân cũng rất là mừng và dân người ta cũng rất là hồ hởi phấn khởi, người ta cũng ủng hộ chúng tôi. Các thôn, tổ dân phố tại các xã thị trấn đã huy động ngày công, vật liệu, tiền của cũng như lấy ý kiến người dân để xây dựng những đường quê đẹp, ý nghĩa. Qua đó nhằm tiếp tục triển khai và đưa phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Văn Yên. Ủy ban dân thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai đến tất cả các tổ dân phố để hưởng ứng cái cuộc thi trang trí đường quê. Kết quả triển khai thì tất cả 11 trên 11 tổ dân phố đã tiến hành đăng ký để xây dựng các cái tuyến phố, các cái khu dân cư và tổ chức là trang trí đường hoa để đón xuân Nhâm Dần cũng như là chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự cuộc thi trang trí đường quê năm 2022, tại vòng thi cấp cơ sở có trên 100 thôn, tổ dân phố, khu dân cư đăng ký tham gia dự thi. Để đảm bảo tính công bằng và ý nghĩa của cuộc thi, huyện Văn Yên cũng đã thành lập hội đồng thẩm định tiến hành chấm điểm đánh giá xếp loại đối với các công trình do các xã thị trấn bình xét đề cử. Hưởng ứng kế hoạch của Ủy ban dân huyện phát động cuộc thi trang trí đường quê năm 2022, thì hầu hết nhân dân các dân tộc ở các cái thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên thì đã hưởng ứng và hào hứng tham gia cái cuộc thi này. Và các cái công trình tham gia cuộc thi thì đã được chính quyền các địa phương là tổ chức thẩm định đánh giá và trao giải. Và hiện nay thì ban tổ chức cũng như hội đồng thẩm định của huyện đang tiến hành cái việc chấm điểm đánh giá các cái công trình của các cái địa phương đăng ký vòng thi cấp huyện. Và qua theo dõi đánh giá tại các cái công trình đăng ký vòng thi cấp huyện thì chúng tôi thấy rằng năm nay là cái khí thế của cuộc thi tại các công trình tại các cái địa phương tham gia là rất là bà con rất là phấn khởi hưởng ứng tham gia cuộc thi, và các cái công trình dự thi thì cũng đạt chất lượng là khá cao và đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt là có nhiều cái công trình dự thi thì đảm bảo mỹ quan, bản sắc văn hóa và đặc biệt là phát huy được cái tính đoàn kết cộng đồng trong cái việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm để phục vụ mừng Đảng mừng xuân năm 2022. Cuộc thi trang trí đường quê tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi mà còn thắt chặt tinh thần đoàn kết trong nhân dân, góp phần phát triển huyện Văn Yên theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.